Chiều qua 27 tháng 8, Sở Y tế An Giang tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ, lãnh đạo quản lý. Cụ thể, trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Chân Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Điều động bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Minh Tính, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Sản Nhi An Giang, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2024. Đồng thời, thống nhất cho bác sĩ chuyên khoa 2 Tôn Quang Chánh, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Phát biểu tại buổi trao quyết định, Tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm. Đối với Bệnh viện Sản Nhi An Giang đang trong quá trình xây dựng chuyên khoa nhi, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, lực lượng y bác sĩ còn mỏng, thực hiện tự chủ tài chính nên còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo điều hành, đưa hoạt động bệnh viện phát triển xứng tầm là bệnh viện chuyên khoa. Giám đốc Sở Y tế An Giang mong muốn Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang tăng cường đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt dân chủ, công khai minh bạch, đặc biệt liên tục phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, đưa bệnh viện sớm trở thành bệnh viện dẫn đầu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe chuyên khoa cho phụ nữ và trẻ em. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại viên chức quản lý ngành giáo dục thị xã. Theo đó, đợt này có 9 cán bộ quản lý được điều động bổ nhiệm và 15 cán bộ quản lý được bổ nhiệm lại các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trần Thị Hòa Bình chúc mừng các thầy cô được nhận quyết định đợt này. Mong các thầy cô tiếp tục cùng tập thể nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Ngày 27 tháng 8, tại Nhà văn hóa lao động An Giang, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong công dân viên chức, người lao động. Chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị công đoàn cơ sở tham gia sinh hoạt trên địa bàn thành phố Long Xuyên, gồm công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn ngành y tế giáo dục, các khối thi đua công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh đăng ký đến tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã thu được 315 đơn vị máu. Toàn bộ đơn vị máu thu nhận được đã góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì tổ chức hàng năm nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu hồng cứu giúp người bệnh của công nhân, viên chức và người lao động trong công tác hiến máu cứu người.